Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hỏi Phát Khiên. Thì đến với list account ra bán hôm nay thì mình sẽ lên sàn cho mọi người một account bot minh giáo của server Thánh Quả. Account phong sát nha mọi người. Account phong sát sở hữu lượng xanh là 13k, mức trang bị là 1.190.000. Đây là các cái thuộc tính: băng công 349, hỏa công 31.500, huyền công 1511, độc công 352, xuyên thích là 11k6, giảm xuyên thích là 4k6. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi những cái món trang bị ở trên người nha. Tân bích lâu có 2 viên 8 và 2 viên kép 66, một cái chùm lâu ngọc cố định, chùm lâu giới không cố định, lại một món đồ chế có một viên hỏa 8 nữa, chùm lâu ngoa không cố định, bộ nguyệt. Những cái ạc mà ạc cao mà có chữ tân á là từ thời FPT mới có nha, chứ bây giờ là mình không làm lên được nữa. Cái đó gọi là cái cải tạo trang, cải thiện cái gì trang bị á, không nhớ tên. Đó là một chức năng á, nhưng mà bây giờ nó đóng rồi. Chùm lâu thủ không cố định, chùm lâu uyển không cố định, chùm lâu kiên, chùm lâu khôi, thần khí 8 sao, chùm lâu giáp không cố định, chùm lâu liên, ám khí 8 sao, long văn 9 sao, lệnh bài 3 dòng tất cả thuộc tính 42, 8 sao, chiêu bị động là viêm khí hóa kinh, võ hồn toàn mỹ 894 điểm, chân nguyên là full chân nguyên vàng hỏa chính, bên thể lực mình cũng full thể và sinh lực chính luôn, hiệp ứng cấp 100, thần đỉnh là mát bên thể lực và bên thuộc tính cũng mát luôn. Wow. Đạo giám của mình là cấp 59, võ ý của mình là cấp 104, thần khí là khí linh 18, thú cưỡi thì chúng ta có một thú cưỡi siêu cấp ngự phong hành, một cánh đen, một ngạo tuyết linh sư, một thú cưỡi hùng. Thần khí là khí linh 18, hai chiêu cấp 10, một chiêu cấp 3. Về bét thì chúng ta có một con bét củ lê phụ thể bậc 10. Mọi người lưu ý là bậc 10 nha, con bét bậc 10 thì nó sẽ rất là xịn. Bậc 10 thì nó cộng rất là nhiều nè, mọi người để ý nhìn bên đây, để cái chiêu phụ thể đâu rồi. Đây, bậc 10 thì giới hạn sinh lực nó cộng tới 21k6 và cộng thêm 8k1 phía ngoài nữa. Nên là do cái bậc 10 nó sẽ cộng thêm cái 8k mấy phía ngoài nè. Hỏa công thì 446 cộng thêm 218, nên là con bé bậc 10 nó rất là mắc tiền nha mọi người. Nội con bé này không là tạ phải mấy triệu Việt Nam đồng rồi đó. Một con gấu BK 5k2, một con thái cổ long hồn 5k1 cũng là bé phụ thể luôn, nhưng mà con này làm bếp cảnh cũng được, nhìn rất là đẹp. Đây mình sẽ xuất ra cho mọi người coi. Đó, con bếp mang tên xì ke. Rồi tiếp tục nha. Nhìn con này rất là hài nha mọi người. Một con gấu mana 4k6, một con thanh dương 4k7, một con cùng kỳ biến dị 4k1, một con củ tiêu chiến long 4148, một con khỉ 3k8, một con bét oa hoàng long đế 6k. Rồi bây giờ mình sẽ coi tủ đồ, tủ thời trang và mình sẽ đi test dam nè. Rồi tủ đồ của chúng ta đây, full thời trang nha mọi người, full hai chen luôn. Đó, rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta coi gương đồ nè. Server này là server Thánh Hỏa Đại Thế Giới 1, BK rất là nhiều luôn. Trong gương chúng ta còn ngọc chính xác 7 nè, 6 5 viên giảm kháng hỏa 6 nè,
hỏa 6 nè, nội thủ 6 nè, rất là nhiều đồ. Còn một lá dương nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi test đam để xem là Minh Giáo 31k5 hỏa thì sẽ đam như thế nào nha. Mình sẽ di chuyển qua khu vực Phụng Minh Trấn. Rồi vậy thôi. Minh Giáo thì mọi người, bạn nào đam mê chơi ảnh chơi Minh Giáo thì đam rất là to luôn. Mình thì mình không có biết combo nhưng mà mình đánh sơ sơ chắc biết. Đây. Ok, mình sẽ kiếm một ạc test đam đã. Rồi mình sẽ test đam lên ạc cao lư á mông nha mọi người. Ạc này không phải ạc cùi bắp đâu nha. Ạc này cũng 900 mấy ca trang bị á. Rồi mình sẽ tháo cái kiên ra test cho nó chuẩn nha. Thì mọi người nếu mà ạc có kiên thì mình cứ trừ 5%, 10 siêu kiên thì 10, kiên siêu cấp chân kiên thì 10, kiên siêu cấp thì giảm 15. Rồi đầu tiên thì mình sẽ test đam F1 trước. Đam F1 của mình dao động từ 7 cho đến, ở sao viết nhiều quá, 7 cho đến 8x. Đấy, trùng rất là nhạy luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử combo cho mọi người coi. Nhưng mà đợi hết dính trùng đã. Combo thì mình boost làm sao nhỉ? Boost chiêu này trước xong rồi boost nổ quả liên chạm đúng không? Boost chiêu này tại lâu quá không có chơi Minh Giáo. Boost chiêu thùng dương vô cực xong rồi boost nổ quả liên chạm đúng không? Boost cái này xong rồi boost nổ quả liên chạm, xong rồi canh đánh cái ép viêm lông vô xong đúng không? Bây giờ mình sẽ combo cho mọi người coi nha. Trời ơi má ơi, mới quýnh một cái đã 400 mấy ca rồi. Đó, combo nó lên đam nè mọi người ơi, viêm lông vô xong nè. Trời ơi, chặt muốn xỉu luôn. Đó, Minh Giáo thì đam to khỏi bàn luôn. Account này là mình có bán full trùng, bán account kèm full trùng hoặc là bán xác nha. Bạn nào muốn mua thì cứ để lại comment phía dưới của video clip này hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với mình nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video clip và nếu mọi người thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video clip kế tiếp của Hỏi Phép Kim. Bye bye.